Hello mấy ông, tôi sẽ kể cho mấy ông nghe một câu chuyện về một ngày của một thằng thất bại. Buổi sáng thức dậy thì sát đến giờ làm rồi, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đầu tóc thì không chạy, râu ria thì bù xù, khoác đại bộ quần áo nhảy lên cái xe chạy đến công ty, chạy đến công ty đang chạy thôi xe xịt lốp, thế là phải đi vá. Mang vào tiệm vá xe, vá hết 15-20 phút, cuối cùng đến công ty trễ giờ. Vừa đến cửa công ty gặp lão sếp. Lại đi trễ, mày suốt ngày đi trễ. Thế là tâm trạng buồn bực cả một ngày. Bắt đầu tâm sự với mấy thằng bạn về cuộc đời này quá chán nản, mấy thằng đồng nghiệp. Ok, thôi chiều anh em mình làm vài ve dạy sau. Thế là chiều góp lại mỗi thằng trăm mấy, 200. Không, ra quán bia gần gần cổng công ty làm vài ve bia rồi về đến nhà, khật khưởng về đến nhà, vợ vừa thấy bước vào nhà cái chửi: trời ơi, đi làm giờ này mới về, không lo về nhà sớm để cơm nước con cái trông con cho tôi nấu cơm, tôi thì bao nhiêu là việc. Bạn bắt đầu nổi điên lên: trời ơi, tao đã đối diện với bao nhiêu cái áp lực ở ngoài đường rồi, đi làm thì gặp thằng sếp khó chịu, cái xe thì hư, bây giờ về gặp vợ, vợ chửi nữa, trời ơi làm sao tôi có thể sống được, trời ơi cuộc đời sao mà nó bất công với tôi quá, chết tôi rồi. Vậy đó là hình mẫu tiêu biểu của một thằng thất bại. Bắt đầu bạn than thân trách phận, đúng không, cuộc đời này sao mà nó bất công quá, nó ném cho bạn một cái công việc chó chết với thằng sếp khó chịu, làm thì chẳng dư được đồng nào, về nhà thì vợ cằn nhằn tại sao. Thực ra tất cả những chuyện này là do bạn, bạn có thể thay đổi được nó hết. Tại sao bạn không dậy sớm hơn, tập vài động tác thể dục, vào nhà tắm chải lại cái đầu, chải lại cái tóc, đó, mặc một bộ quần áo đàng hoàng đi đến công ty với một tâm thế đầy năng lượng. Buổi chiều thay vì bạn tụ tập với bạn bè, tôi trở về nhà sớm hơn, tan làm tôi về nhà sớm hơn, cùng vào bếp với vợ, hai vợ chồng cùng nấu ăn, cùng nhau ăn tối, chơi với con, dạy con học. Sau đó thì bạn dành thời một ít thời gian dành riêng cho bạn, 45 phút một tiếng, học hành một cái gì đó trên YouTube chẳng hạn, đọc một cuốn sách, thay đổi kỹ năng. Đời thay đổi khi bạn thay đổi. Tất cả những cái gì diễn ra trong cuộc sống này là do bạn. Hãy bỏ từ bỏ tư duy nạn nhân nếu bạn muốn thành công. Ngày nào mà bạn còn than thân trách phận, còn nghĩ rằng bạn là nạn nhân của một cái vấn đề gì đó, thì bạn sẽ còn tiếp tục thất bại. Ok, xin chào, xin cảm ơn. Mong rằng các ông sẽ từ bỏ cái tư duy nạn nhân đó đi nhé.